Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình đã góp nhận token RIR chạy trên nền tảng Tron TC20 các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click vào link mô tả mà tôi đang muốn start chatbot này các bạn. Đây thì website của nó các bạn tìm hiểu nữa mà. Và các bạn chọn chào góp. Khi tham gia giá các bạn sẽ nhận được 50 token RIR. Một token RIR là bằng 0.5 đô đã coi list sàn. Mình chưa kiểm tra lý sàn nào nữa các bạn. Và các bạn join vào kênh group kênh trailer nữa các bạn. Những con chạy trên nền tảng EC20 thì sẽ cam rất là nhiều ta. Rồi join vào game group chat nha các bạn. Rồi các bạn join rồi. Chết bà. Nhảy ra luôn các bạn. Này nó nằm trong một cái chain DeFi các bạn. Rồi các bạn bấm vào fan follow Tether và retweet nha. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Con này nó không có tweet. Thôi các bạn cũng làm đại luôn được các bạn. Rồi các bạn bấm submit đi tên. Rồi bấm don các bạn. Submit. Rồi các bạn gửi lại cái đường. Ấy theo qua thì các bạn tweet bot nha các bạn. Bạn nhấp vào phần nè. Nó không có tweet sao mà nó có cái bot được ta. Test này các bạn. Rồi các bạn vô đây có follow fanpage nè các bạn. Chắc nó hai kênh trader quá. Rồi mình theo dõi rồi nha các bạn. Có một kênh này. Rồi các bạn gửi lên đường link profile username của mình nha các bạn. Các bạn mở cái trang trader của mình ra nè. Các bạn nhấp vào trang cá nhân đầu người. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào ba chữ trên đầu nha các bạn. Các bạn mới nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép vào khai nhớ tạm nha các bạn. Các bạn bắt vào nha các bạn. Các bạn gỡ nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với IC20 trên với TX nha các bạn. Các bạn bắt vào nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ với Tron mình ra nha các bạn. Tron lên bờ nha các bạn. Các bạn copy. Các bạn copy địa chỉ TX của mình nha các bạn. Các bạn bắt vào các bạn gửi cho bot nha tất cả các bạn. Rồi bạn bấm gỡ nha bạn. Rồi bấm don nha bạn. Bạn bấm check nha bạn. Rồi các bạn bấm sao thích sẽ gặp số dư của tất cả các bạn. Vậy video này kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.